Hôm nay, Học viện Biên phòng đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sự kiện này diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, càng có ý nghĩa cổ vũ lớn lao đối với đội ngũ sĩ quan giảng viên và học viên của học viện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tới dự. Gắn huy hiệu lên lá cờ truyền thống, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa biểu dương thành tích, những nỗ lực phấn đấu mà các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và chiến sĩ của Học viện Biên phòng trong công tác đào tạo suốt 48 năm qua, mà còn là sự khẳng định bước trưởng thành, phát triển vững chắc của Học viện Biên phòng ngày nay. Với đội ngũ cán bộ giảng viên 100% có trình độ đại học và sau đại học, trong đó có hơn 200 thạc sĩ, tiến sĩ, 10 phó giáo sư, 14 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Học viện luôn đổi mới, xây dựng nhà trường, ngày càng nền nếp, chính quy hiện đại, đào tạo hàng vạn cán bộ biên phòng có phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần bảo vệ toàn vẹn biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, sau 25 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chính trị ổn định, an ninh được giữ vững, độc lập chủ quyền được bảo vệ, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, các thế lực phản động triệt để lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng vững vàng về bản lĩnh chính trị, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến, hiện đại, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng với sức mạnh tinh nhuệ hiện đại của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, với phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, đội ngũ cán bộ nhà giáo của Học viện Biên phòng sẽ luôn xứng đáng là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam.